Dạ em chào anh. Chào em. Thì Ngân, sao bà nhớ lâu quá vậy? Con đợi, đói bụng quá à. Con về nhà ăn cơm liền không được đâu. Con phải ăn cái gì đó trước mới được. Thì Ngân, con muốn đi chơi không? Đi chơi hả bà? Bà nhớ sinh ba mẹ con rồi à, bây giờ bà dẫn con đi chơi ha. Thì không bà. Bây giờ mình sẽ đi biển chơi nè. Mình tới trước rồi ba mẹ con tới sau. Đi không? Dạ đi. Chú ơi, chờ chút. Có chuyện gì? Cho hỏi đây có phải là số nhà của dì Mai Thương Nhớ không? Ủa, Mai Thương Nhớ nào? Cái tên nghe lạ quắc à. Đây là nhà hàng bên sông, cậu không thấy bản hiệu sao? Ủa, đây rõ ràng là số nhà 509, nhà của dì Mai Thương Nhớ mà ta. Đúng rồi, đây là số 509. Nhưng mà không có ai tên là Mai Thương Nhớ hết. Thôi thôi, cậu về đi. Tôi mệt lắm rồi, để tôi đi ngủ. Buôn bán cả ngày, mệt muốn đứt hơi vậy á.